Quả đào tiên. Bẩm hoàng thượng, có Lý đại nhân cầu kiến. Cho vào. Tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trẫm miễn lễ. Tạ ơn hoàng thượng. Khuya như thế này rồi mà khanh còn đến tìm trẫm, có việc gì quan trọng sao? Bẩm, chẳng là có báu vật quý, vì quá sốt ruột đem dâng tặng hoàng thượng nên thần mới mạo muội làm phiền người, xin người tha tội ạ. Hả? Báu vật quý? Thế báu vật của khanh đâu? Dạ, bẩm hoàng thượng, báu vật nằm trong hộp này ạ. Đây chỉ là một quả đào thôi mà. Bẩm, đây không phải quả đào thường đâu ạ. Nó là quả đào trường thọ, ăn vào là có thể trường sinh bất lão. Cả thiên hạ mới có được vài quả, một người vì chịu ơn của thần nên dâng tặng đấy ạ. Đào trường thọ, trường sinh bất lão ư? Trông nó cũng khác những quả đào thường thật. Mà sao đồ quý như vậy, khanh không giữ lại mà dùng, mang biếu trẫm làm gì? Ấy, đồ quý như vậy, thần đâu có phúc hưởng. Thiết nghĩ, trong thiên hạ chỉ có bậc thiên tử như người đây mới xứng ạ. Vả lại, hoàng thượng được trường thọ chính là phúc ấm của muôn dân ạ. Khanh quả là có khiếu ăn nói. Thôi được, trẫm sẽ nhận để khanh vui lòng. Đấy là vinh dự của thần ạ. Tâu hoàng thượng, Trương đại nhân cầu kiến ạ. Được, truyền vào. Đang vui vẻ, tự nhiên tên Trương Đức này lại đến. Nghe tên hắn mình đã thấy ghét rồi. Tham kiến hoàng thượng, thần có việc xin cầu kiến ạ. Lý đại nhân cũng ở đây sao? Muộn thế này rồi mà. Ông đến đây được, không lẽ tôi không được đến sao? Chẳng phải giờ này ông cũng mới tới còn gì. Thôi nào, sao hai khanh lần nào gặp cũng phải đấu khẩu với nhau thế? Trương ái khanh, khanh đến đúng lúc lắm, mau lại đây trẫm cho xem cái này. Đây chính là quả đào trường thọ, ăn vào có thể trường sinh bất lão mà Lý ái khanh vừa dâng lên trẫm. Khanh đã nhìn thấy bao giờ chưa? Đào trường thọ ư? Đúng vậy, đào trường thọ quý hiếm, chỉ có bậc thiên tử mới xứng đáng được dùng thôi. Trường thọ cái gì chứ? Cái tên nịnh thần này lại lẻo mép nịnh bợ hoàng thượng đấy mà. Bẩm, đúng là thần chưa nhìn thấy bao giờ ạ. Làm sao mà ông nhìn thấy được khi cả thiên hạ chỉ có được vài quả? Nó là báu vật đấy. Thì ra đêm hôm đại nhân cất công đến đây là tỏ lòng thành kính với hoàng thượng. Thật là cảm động, cảm động. Nhưng có chắc đây là đào trường thọ không? Sao lại không chứ? Ý ông là gì? Hoàng thượng, thần không bao giờ dám nửa lời gian dối với người đâu ạ. Ta hiểu tấm lòng của khanh mà. Trương ái khanh, sao khanh lại nói thế? Bẩm, thần chỉ thắc mắc nếu ăn vào mà không trường thọ thì... Tất nhiên là trường thọ rồi. Ông không bao giờ có được cái phúc đó đâu. Thắc mắc làm gì chứ? Sao ông giác? Đây là đồ của hoàng thượng mà. Trương Đức, ngươi thật to gan và bất kính, không coi trẫm ra gì. Người đâu, lôi Trương Đức ra ngoài chém đâu. Ngươi ỷ được trẫm sủng ái mà hành động lỗ mãng, khi quân phạm thượng. Đúng vậy, ông thật là to gan, tội lớn tày trời, đáng chết lắm. Thật là nực cười. Ngươi còn cười được sao? Thần cười vì cái gọi là đào trường thọ đấy ạ. Ý ngươi là... Bẩm hoàng thượng, Lý đại nhân vừa dâng người quả đào trường thọ và nói rằng ăn vào sẽ trường sinh bất lão. Vậy mà thần vừa cắn có một miếng đã bị phán tội chết. Thần nghĩ nên đổi thành đào đoản thọ thì đúng hơn. Hoàng thượng trị tội thần cũng không sao, nhưng người phải trị tội cả Lý đại nhân nữa. Ông ta mắc tội nói dối vua ạ. Ông ta dâng đào ngộ nhỡ hoàng thượng mà ăn phải thì... Hoàng thượng, thần không dám ạ. Mong hoàng thượng minh xét. Trường Đức, khanh giỏi lắm. Trẫm không thể trị tội khanh được. Càng không thể trị tội Lý Quý. Tuy Lý Quý có hơi nói quá, nhưng cũng xuất phát từ tâm địa tốt, muốn làm vui lòng trẫm. Tạ ơn hoàng thượng đã không trị tội. Sở dĩ thần vô lễ như vậy cũng chỉ vì lòng trung thành,
muốn thử độ trường thọ của quả đào trước khi để hoàng thượng ngự thiện, và cũng để ai đó bớt thói nịnh bợ thôi ạ. Thần Thôi được rồi, trẫm biết từ xưa đến nay hai khanh vẫn hay đấu khẩu châm chọc nhau. Trẫm cũng biết cả hai khanh đều có lòng với trẫm. Triều đình này công việc lớn nhỏ đều đến tay các khanh. Trẫm mong các khanh hãy đoàn kết, đồng lòng giúp đỡ ta giữ vững giang sơn này. Vâng, thưa hoàng thượng. Gớm, hôm nay đi đâu mà chải chuốt kinh thế? À, tôi sang nhà anh Mùi ăn cơm. Anh ấy mới câu được mẻ cá to, nên mời anh em sang đánh chén. Đây, có ít thịt quay, mình mang sang ăn cùng mọi người. Thôi, mang sang làm gì, có một tí người ta cười cho. Mình để ở nhà mà ăn, ăn không hết thì để đến mai, lo gì. Ai cười chứ? Anh Mùi anh ấy thảo thế, suốt ngày mời sang ăn, chả lẽ mình cứ đi tay không suốt sao? Ui dào, người ta có người ta mời, được ăn không không sướng hay sao mà phải mang của ở nhà đi. Thôi, tôi đi nhé. Người đâu mà không biết điều gì cả, kỳ chết đi được. Mình ơi, tôi về rồi này. Mình xem, tôi mua được mớ cá ngon chưa này. Mình về rồi à? Anh Mùi sang chơi đợi mình nãy giờ đó. Gớm, đi đâu mà kỹ thế ông bạn? Anh Mùi sang chơi à? Đúng là nhiều cá thật. Vừa may anh Mùi sang chơi, anh ở lại ăn cơm với vợ chồng tôi nhé. Thôi, để khi khác, hôm nay không tiện. Phải đấy, khi nào chứ, có gì mà không tiện. Hôm nay nhất định anh phải ở lại ăn cơm. Anh mời nhà tôi nhiều rồi mà tôi chưa có dịp cảm ơn. Vâng, thế thì phiền hai vợ chồng vậy. Sao mình không hỏi ý tôi mà đã mời anh ta ở lại? Chả mấy khi có cá to, mời bác ấy một bữa có sao? Mình chẳng suốt ngày sang đó ăn còn gì. Nhưng tôi không thích. Thôi nào, một bữa có đáng là bao. Thôi, mình ra ngoài nói chuyện với bác ấy, để tôi nấu cơm cho. Thôi, mình ra ngoài đi, để đấy tôi nấu cho. Hôm nay lại tranh nấu cơm cơ à? Bình thường có làm bao giờ đâu. Hôm nay tôi làm mà, yên tâm đi. Khách với khứa, vẽ chuyện. Chắc cá chín rồi đây. Cá ngon quá, béo nữa. Nhất là mấy con cá to này. Ôi, ngon quá. Mình mất tiền mua, mất công chọn được mấy con cá ngon, chả nhẽ lại phải đem đãi khách hết. Hay là bỏ lại mấy con cá to chiều mình ăn, đem cá nhỏ lên, ai biết được. Chà, thơm quá. Không ngờ anh ba cũng biết nấu ăn đấy. Vâng, nhà tôi nấu ăn ngon lắm ạ. Vậy sao? Thế thì tôi phải học hỏi rồi. Cơm chín rồi đây. Mời cả nhà xơi cơm nào. Mình đã múc hết cá ra chưa? Để tôi vào múc nốt. Ấy, đi đâu thế? Tôi múc ra cả rồi, còn nữa đâu mà múc. Lúc nãy tôi thấy nhiều cá to lắm mà, sao giờ toàn cá nhỏ xíu vậy? Tôi đã nói là cá nhỏ mà mình cứ cãi là cá to. Giờ nấu lên nó thế, tôi biết làm sao. Mình... Thôi, cả nhà ăn cơm đi, tôi đói rồi, thế này là ngon lắm rồi. Vâng, thế mời bác xơi cơm đi ạ. Hôm nay ngon thật. Không biết anh ba mua cá ở đâu, chỉ cho tôi để mua về làm giống nuôi với. Anh cứ quá khen, chứ mấy con cá bé tí này đáng gì mà giống với má. Cá nhỏ nhưng mắt và vảy của cá to. Vừa rồi tôi ăn được mấy cái mắt và vảy cá to lắm, to bằng ngón tay cái của tôi này. Thôi, tôi về nhé. Hôm nào rảnh nhớ chỉ cho tôi cái giống cá kỳ lạ ấy.
Nhất định tôi sẽ mời anh một bữa thịnh soạn. Rõ là xấu hổ, cá to thì giấu đi, múc cá nhỏ lên mời khách, không ngờ múc lẫn cả mắt cá. Giờ thì mặt mũi đâu mà nhìn người ta, chồng ơi là chồng, kỳ bo vừa thôi chứ, tôi cũng sợ anh luôn. Ơ kìa, Minh. Người đẹp đã đến đấy ạ. Em ăn sáng chưa? Ăn gì để anh mua? Cà phê nhé. Anh mua giúp em gói xôi xéo không hành. Ồ, được. Anh đi ngay đây. Anh ơi, phim Nữ Hoàng nghe đâu sắp ra rạp ấy. Anh em mình đi xem nhé. Ồ, được. Để anh kiếm vé. Đúng là cái đồ ngốc. Cậu không thích người ta thì đừng khiến họ hiểu lầm. Kệ, ai bảo anh ta cứ sáng vào làm gì? Mà hôm nay đến lượt cậu trực nhật đấy. Thế à? Mà này, mình nhờ cậu làm giúp hôm nay, chả là mình mới làm móng tay, giúp mình nhé. Mình đi lấy nước đây. Mai Chi à, hôm nay em đẹp quá, bộ váy rất hợp đấy. Dạ, em cảm ơn anh. Ôi, sếp Nam khen mình xinh đẹp chứ, mà cũng đúng thôi, đáng yêu, dễ thương như mình, thì chàng trai nào chẳng mê cơ chứ. Mình á, không chỉ nổi tiếng vì tài năng nhé, mình còn phải nổi tiếng tiêu diệt từ sếp đến các nhân viên nam mới được. Ơ, mình quên cốc cà phê ở cây nước nóng rồi. Chị già lại định tranh giành sếp với mình à? Được rồi, để xem mèo nào cắn miểu nào. Tôi tin việc đưa dòng mỹ phẩm mới vào thị trường nước ta là một bước đột phá, chắc chắn mang lại lợi nhuận cao. Tôi thấy dự án này khó khả thi vì thị trường trong nước khác với thị trường quốc tế. Chị chưa làm việc ở môi trường mang tính quốc tế thì sao có thể dễ dàng bảo là không thể? Tôi tin những ý tưởng táo bạo của mình sẽ thành công. Nếu thất bại, xin hãy đuổi việc tôi. Đúng là dự án có phần mạo hiểm. Tôi đảm bảo dự án sẽ thành công. Tôi cam đoan là như vậy. Thôi được, cứ triển khai. Và cô Mai Chi đã nói vậy. Cô phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về dự án. Rồi cái chức trưởng dự án cũng sẽ về tay ta thôi. Còn cả chức sếp bà nữa chứ. Việc triển khai dự án này, mình nghĩ cậu quá mạo hiểm, nên tham khảo ý kiến của chị Thục trước đi. Mình đã từng du học ở nước ngoài, lại được thực tập ở công ty mẹ, nên mình rất tin là mình sẽ thành công. Đành một nhẽ, nhưng trong cuộc họp, cậu cũng không nên phản bác quyết liệt những đề xuất của chị Thục, dù sao chị ấy cũng là trưởng dự án. Sợ, trong công việc không có chuyện nể nang nhé. Đây này, báo cáo doanh số một tháng sau khi triển khai bán sản phẩm mới đây này, cậu xem đi. Sao lại như thế được? Mình đã bảo mà, không chịu đi thực địa, tham khảo thị trường, còn cố chấp không chịu nghe lời khuyên cơ. Mình... Cậu nên nhờ chị Thục giúp đỡ, chị ấy có nhiều ý kiến hay, may ra... Không đời nào, sao cậu lại nghĩ mình có thể đi cầu xin chị ta? Vậy còn lời hứa với sếp tổng hôm trình bày dự án, cậu tính sao? Cô Mai Chi, từ giờ cô chuyển xuống làm nhân viên dự án. Dạ, cảm ơn sếp đã cho tôi thêm cơ hội. Lúc nãy cậu không có ở đây, chị Thục nhờ mình chuyển giúp cho cậu. Chị ấy mời cậu tới dự đám cưới của chị và sếp tổng. Cái gì? Chị ấy hơn giám đốc Nam những 4 tuổi cơ mà. Chắc lại bày trò gì rồi. Cậu bé bé cái mồm thôi, sao có thể ăn nói như thế? Mà cậu có biết chị Thục là người xin cho cậu ở lại phòng không? Cậu thật là... Sao cơ? Chị Thục xin cho mình ở lại phòng ư? Sau khi có kết quả doanh số bán hàng dự án của cậu, ban giám đốc đã rất tức giận. Giám đốc đã định ra quyết định sa thải cậu, nhưng chị Thục đã lấy uy tín của chị ấy xin và đảm bảo cho cậu. Vì vậy, giám đốc mới quyết định cho cậu thêm một cơ hội nữa. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!